Thưa quý vị, trong văn hóa của người Việt, lễ cưới có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, đặc biệt. Và điều mà tất cả mọi người đều hướng đến chính là làm sao để cho đôi uyên ương có một lễ cưới hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, lại có những kẻ lợi dụng việc tổ chức đám cưới để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những trung tâm kinh doanh tiệc cưới. Quả thực đây là hành vi rất đáng lên án. Hãy cùng theo dõi câu chuyện được ban biên tập tái hiện ngay sau đây để có thêm bài học cảnh giác quý vị nhé. Thì bên anh chị gọi điện báo cho em để bên em chuẩn bị. Dạ, cảm ơn. Tôi là chủ một trung tâm tiệc cưới nhỏ trong vùng. Vì là một trung tâm quy mô nhỏ nên việc sắp xếp ngày và liên hệ với khách hàng đều là do tôi đảm nhận. Hôm đó như mọi ngày, tôi đang ở trung tâm làm việc, vừa tiếp một cặp vợ chồng mà sắp cưới xong á, thì có một người khách nữ tầm 40-45 tuổi đến để hỏi thông tin đặt tiệc cho con trai. Em mời chị ngồi. Chị hồi nãy chị có điện thoại cho em đó. Chị định đặt tiệc đặng con trai chị nó sắp làm đám cưới. Dạ em nhớ rồi, chị Trâm đúng không ạ? Chị đặt tiệc mùng 10 tháng sau đúng không? Đúng rồi. Chị định đặt 50 bàn. Sẵn hôm nay chị qua chị coi, chị chọn món với lại ký hợp đồng. Dạ. Đây, em giới thiệu với chị. Đây là menu bên nhà hàng của tụi em. Rồi các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Rồi có một cái phần giảm giá cho bên trên bàn tiệc. Với lại giới thiệu với chị, bên em có thêm một cái dịch vụ mới là chụp ảnh cưới cho khách hàng. Chụp ảnh cưới này á, nếu như mà chị sử dụng luôn bên em á thì sẽ được miễn phí hoàn toàn bia với lại nước ngọt. Chị cân nhắc xem có chụp ảnh cưới bên em không? Vậy hả? Chị cũng không biết hai đứa nhỏ nó chọn được cái chỗ nào chưa, nhưng mà bắt buộc phải chụp hình ở đây mới được hả? À dạ, không có nhất thiết là phải bắt buộc đâu chị, nhưng mà tại vì bên em á liên kết với các ảnh viện chụp áo cưới, hình ảnh rất là đẹp, chị thấy không? Cho nên đó là nếu như mà chị sử dụng chụp ảnh cưới bên em á thì sẽ được có cái ưu đãi là được miễn phí bia với lại nước ngọt. Chị cứ về chị hỏi con của chị xem. Ừ, để chị về á chị hỏi coi nó có chọn được chỗ nào chưa, có gì chị bàn bạc rồi chị điện thoại cho em nha. Dạ. Nè chị thấy không, nhưng mà giá cả bao nhiêu? Dạ vì đang trong giai đoạn khuyến mại với lại được ưu đãi rất là nhiều cho nên là giá chỉ có 10 triệu thôi chị ạ. Rẻ dữ vậy hả? Chị nghe tụi nó nói chuyện với nhau á hình như là 20 triệu lận á. Dạ đúng rồi, thường ở ngoài á là 20 triệu lận, nhưng mà tại vì bên em đang có chương trình khuyến mại với lại cộng thêm cái dịch vụ chụp ảnh cưới nữa thì mới được cái giá 10 triệu đó chị. Nghe em giới thiệu chị cũng thích rồi đó. Thôi bây giờ chị đi, chị cũng không có đem nhiều tiền. Trước mắt chị đặt cọc 5 triệu giữ chỗ. Nè nó có nhiều cái chị. Một là gần nhà nè, khách khứa đi nó cũng tiện nè. Với lại giá nó rẻ nữa, mình cũng đỡ được khoản tiền nữa. Dạ. Chị đặt cọc cho chị đi. Quyết luôn đi, chứ bây giờ chờ tụi nhỏ nữa mất chỗ sao. Dạ. Chị Trâm. Chị đi về. Đây, chị xem cho này chị này cái chị. Đó đi. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn chị. Vài ngày sau, bà ta cùng con trai và vợ sắp cưới qua bên tôi để bàn kỹ hơn về việc chụp hình cưới. Một tuần sau khi chụp hình cưới cho con bà ta xong, tôi gọi bà ấy quay lại trung tâm để xem bộ album cưới. Bà ấy khen nhiều lắm. Nghe vậy thì tôi cũng vui. Trời ơi, hình đẹp ghê em. Em nói với chị rồi, bên em á là làm ảnh chuyên nghiệp lắm. Chị thấy không, tấm nào cũng như tấm nấy, không có chê vô đâu được hết trơn á. Chị tưởng chưa biết á.
Chị tưởng là chụp ở ngoài trời nó mới đẹp chứ ai biết nghe chụp studio cũng đẹp ghê luôn. Nè, hình nào mấy thấy chưa, đẩy con dao đẹp ghê chưa? Đẹp sẵn á. Không mà hai con chị nó cũng đẹp thì chị vừa ý lắm luôn á. Dạ. Ừ. À, hôm nay chị qua đây thì chị quyết định luôn, chị đặt 50 bàn. Dạ. Thì giá của mỗi bàn là 2 triệu. Dạ. Và chị gửi trước cho em là 20%, đúng không? Dạ. Bữa hổm á là chị cọc 5 triệu. Dạ. Thì bây giờ chị gửi thêm 15 triệu. Dạ. Là cộng tổng cộng vậy là bây giờ chị đưa em 15 triệu. Ừ. Dạ. Cộng thêm cái 5 triệu cọc cũ đó. Dạ dạ em nhớ rồi. Alo. À túi nè. Cái gì vậy? Cái gì mà gấp dữ vậy? Tôi đâu có mang theo tiền đâu mà tự nhiên bây giờ báo là lấy liền. Thôi được rồi, để tôi tính từ từ đi. Rồi 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 rồi, có gì tôi điện lại liền ông nè. Có chuyện gì hả chị? Chị đặt 3 cái đồ nữ trang cho con chị mà chưa có tới ngày mà bây giờ bên đó gọi điện hối biểu chị lấy. Chị đâu có chuẩn bị tiền đâu mà lấy gấp quá, giờ chị cũng không biết xoay sở làm sao nữa. Bây giờ chị có chuyện này á, chị định hỏi em, nếu mà em nhắm em giúp được chị á thì em giúp cho chị nha. Tại vì á tiền thì nó đâu đó rồi, biết rồi, đặt chuẩn bị tiệc á thì cũng phải lúc nào mình cũng có tiền nhiều đâu, tới ngày tới tháng mình mới có tiền lấy cái đó. Hay là em cho chị mượn 50 triệu, cái chị đi lấy mấy cái đồ đó, xong rồi tới cái ngày mà tiệc á thì chị khui thùng thì gửi lại em, lúc đó chị không có để cho em thiệt thòi. Lúc bà ta hỏi mượn tiền á thì tôi cũng phân vân, nhưng nghĩ lại á bà ta đang đặt tiệc ở chỗ tôi, hơn nữa lại còn chụp ảnh cưới rồi nên tôi cũng khá tin tưởng. Trong ngoại hình bà ta ăn mặc thì lịch sự, nói năng thì nhẹ nhàng nhã nhặn nên tôi không có lý do gì để nghi ngờ hết. Bà ta còn nói là sẽ giới thiệu bạn bè qua chỗ tôi. Với lại thật sự lúc đó nghe bà ta nói là không để tôi thiệt thòi đâu, tôi liền nảy chút lòng tham. Vậy nên để giữ mối làm ăn cũng như là không muốn mất lòng khách, tôi đồng ý cho bà ta vay tiền và có yêu cầu bà ta là đưa chứng minh thư để làm tin. Vậy em cho chị mượn, nhưng mà cái tiền này không phải tiền của em đâu, tại vì hồi sáng cũng có khách đặt, cho nên là em cho chị mượn. Nhưng mà chị phải ghi giấy nợ cho em nha. Được rồi, chị mượn tiền thì chị phải làm giấy ảnh hồi chứ đâu có nói mà không làm được nha. Rồi xong tiền là chị gửi em liền à. Cái này chị làm phiền cho em mượn chứng minh nhân dân đi chị. Ừ, được. Quá gặp em chương thôi là không biết chị xây sở kiểu gì nữa. Vậy thôi à, cái này 15 triệu em đưa cho chị, xong rồi em vô trong khi em ra em đưa cho chị nha. Cảm ơn em nha. Dạ. Yên tâm đi. Trời, xong tiệc là chị có tiền chị thanh toán cho em à. Dạ. Dạ. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ nên tôi vui lắm. Tôi thầm mừng vì những tháng không cao điểm mà lại có được những khách hàng như vậy. Tuy nhiên tôi không hề biết rằng mọi chuyện vừa diễn ra lại là một cái bẫy vô cùng tinh vi mà bà ta đã xây dựng nên để dành cho tôi.
Vài ngày sau đó tôi có gọi lại cho bà ta để hỏi thêm một số vấn đề, nhưng điện thoại báo thuê bao. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với bà ta mà không có được. Sau đó tôi có nhờ người qua địa chỉ nhà bà ta ghi trong hợp đồng thì mới biết đó là địa chỉ ma. Tôi vội cầm chứng minh thư của bà ta lên cơ quan công an trình báo và cung cấp mọi thông tin mà tôi biết. Đến lúc này thì tôi được biết là đã có rất nhiều trung tâm tiệc cưới trong vùng cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự như vậy. Chứng minh thư mà bà ta đưa cho tôi cũng là giả. Đây là một bài học lớn cho tôi. Sau này tôi sẽ cảnh giác hơn với những khách hàng của mình. Không vì cả nể, không vì chút lợi lộc lòng tham riêng mà tự chuốc họa vào thân.